chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Easter 135 nâng cấp kiển nhẹ nhàng với cái dàn trang bị chất lượng. Dưới đây là cái chiếc xe của bạn tên là Nguyễn, lấy cảm hứng từ cái phiên bản của Yamaha Easter 105 năm số. Người chủ tinh chỉnh lại toàn bộ diện mạo bên ngoài theo cách điều khiển bằng những món đồ chơi mang chị liên hành. Phía sau dàn đầu là cả vùng công nghệ cao khi người chủ trang bị cái cụm công tắc NVX làm cho chiếc xe mới hơn. Ở dụng chứa mình đồng hồ Kosuma phiên bản dành riêng cho chiếc Easter 5 số. Ở dụng không cần phải chế cháo một chi tiết nào cũng trên cái phần nhựa nhám, chỉ minh là dây điện vì có thêm một số chức năng đo đạc phụ nữa. Lắp thêm trợ lực Hardin kẹp sườn để chống xe lắc đầu xe cho độ cao. Dàn chân của em ấy được tạo để nhấn bằng một cây bột ốp đầu của dòng LC105 chính hãng của Yamaha Honeon Malaysia, kết hợp cùng với chiếc đèn hai tầng SimFast để làm ra điểm khác biệt cho chiếc xe. Cái bộ xi nhan đồ chơi này thương hiệu của Appy đã bật chiếc cam màu cam. Nhìn xuống dàn chân trước, ta thấy ngay cái cặp mâm Race. Với cặp mâm của Raider được chế qua cho con Easter phải tư vấn rất nhiều tiền công sức của dòng mâm Raider, với cấu tạo là cực kỳ khó khi sàn qua bất kỳ dòng xe nào, thậm chí đôi lúc tiền công chế cháo còn hơn cả giá trị cặp mâm. Ở dụng cho mình cái giảm số cao thì của Race Boy bình dầu rời, sản phẩm dành cho những chiếc Easter 135 sử dụng với chiều cao là 203mm và được nghiên cứu phù hợp cho dòng xe này ở dụng trên nhiều cung đường và nhiều cái sự sức tải khác nhau. Wiro 110 nâng cấp vẻ đẹp rạng ngời với dàn chân siêu đẳng cấp. Cái chiếc Wiro 110 độ hôm nay là một cái dòng xe được nhập khẩu rất là thể thao đặc chất nhà Honda. Dù không được phân phối chính hãng nhưng phải qua những cái cửa hàng tư nhân nó mới được tới tay người tiêu dùng. Không những làm phương tiện lại mà nó còn trở nên đẳng cấp hơn qua những bản đồ ấn tượng, dẫn chứng là cái chiếc Wiro đầu tiên dưới đây đến từ biker miền Tây. Xem tổng thể, ta thấy con chí mã được khoác cho mình một cánh mang cái tông màu vàng cát đỏ bọc tinh tế sang trọng, bên cạnh là những chi tiết đồ chơi giá trị như phục Hollin để rainbow nghệ thuật trong góc này với đèn pha cho cái nhìn là hung tợn hơn qua bộ body kit. Hệ thống phanh trước có sửa đổi chi tiết rainbow, toàn bộ chi tiết trên xe được quyết định bật ốc roti. Góc nhìn với cái giảm sóc Hollin bình dầu với tem phục Hollin kỳ điển, việc trang bị món đồ chơi này giúp cho xe trở nên êm ái hơn rất nhiều so với bộ xin cũng như tăng cái độ sang trọng. Các chị mỗi xe với những món đồ chơi tên tuổi này, phục Hollin được các biker chơi xe khẳng định rằng nó hoàn toàn đáp ứng rất tốt độ nhún nhẹ hợp lý trong bộ địa hình khác nhau. Ống xả trở nên thon gọn hơn, mỹ hơn, tinh tế hơn, ốp miệng bô Polis 110 được quyết định bằng ốc roti. Người chủ rất chịu chi khi trang bị toàn bộ những nơi bắt ốc trên xe bằng ốc roti hàng hiệu. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Tiếp tiếp nhớ like, share, subscribe.